cũng chính vì vậy mà ta đang rất lọc nó cho tướng quốc trời nên tại sao đại chứ nữa sợ cái phụ thân tôi vì sáng nay tướng quốc đã được một chính tề để đi gặp Chúa Thượng Đế Bác Độ cho cuộc đi sau để tố giác cái gian phẩm phẩm mất của Chúa Thượng ta đã xin theo nhưng hạch chặt lập thần ân thụ cô phải đi cái việc lúc trọng đi.